Welcome to my English class planned by the teacher Nguyễn Thanh Thủy on Binan channel. Please like, share and subscribe for next lesson. Chào mừng các bạn đến với lớp tiếng Anh của cô Thủy nhé. Are you ready? English grammar. Conditional sentence type 3. Hôm nay cô hướng dẫn cho các bạn câu điều kiện loại 3. Trước khi học câu điều kiện loại 3, các bạn nên xem video câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trước. Sau đó các bạn mới xem đến bài giảng về câu điều kiện loại 3. Vì bài học này dành cho trình độ A1, A2 và B1 nên cô sẽ giảng một số phần bằng tiếng Việt. Most conditional sentences have a clause starting with if. There are five types of conditional sentences: type 1, type 2, type 3, type 0, and mixed conditional. Today we will study type 3. Conditional sentence consists of if clause and main clause. If clause is condition and main clause is result. Ở câu điều kiện chúng ta có hai mệnh đề, mệnh đề if và mệnh đề chính. Mệnh đề if là mệnh đề điều kiện. Mệnh đề chính là mệnh đề chỉ kết quả. Structure conditional sentence type 3. Conditional type 3 is subject past perfect subject would have the past participle Ở đây chúng ta có mệnh đề if là mệnh đề điều kiện. Chúng ta sẽ sử dụng để past perfect quá khứ hoàn thành thì quá khứ hoàn thành ở mệnh đề if trong câu điều kiện loại 3. Nếu phủ định các bạn nhìn thêm not. Main clause ở bệnh đề chính, mệnh đề chỉ kết quả Chúng ta thay vì dùng út Chúng ta có thể dùng khút và đồng might Đi với have và verb past participle Đi với phần uh, phân từ Quá khứ phân từ Và phân từ thêm have phần trước Có thể gọi là phân từ hoàn thành Ngoài việc chúng ta sử dụng uh, Quá khứ hoàn thành Chúng ta cũng có thể dùng khút với à, phân từ hoàn thành have verb 3 hoặc verb id và tương tự ở bên này chúng ta cũng có thể thay vì dùng would would might chúng ta có thể dùng should ở đây có tách riêng should ra bởi vì should dùng cho cả if 1 if 2 với 3 câu điều kiện lại 1 lại 2 và lại 3 How to use conditional type 3? ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn phần cấu trúc căn bản à, đó là chúng ta sử dụng quá khứ hoàn thành sau if trong mệnh đề if if you had the studied the harder, you would have passed the last exam nếu bạn đã học tập chăm chỉ hơn thì bạn đã thi đỗ kỳ thi đó rồi kỳ thi trước đó rồi hay là kỳ thi năm ngoái rồi ok như vậy Type 3 refer to an unreal or imaginary past action. Câu điều kiện loại 3 diễn tả một sự việc tưởng tượng hoặc không có thực trong quá khứ. Đây là một điều mà trong quá khứ đã không xảy ra. Chúng ta tưởng tượng hoặc chúng ta nói về cái điều nó ngược lại với quá khứ. Trong quá khứ ấy, là đã gì ạ đã không học chăm chỉ nên đã thi uh, thi rớt. Giờ trong tưởng tượng trong quá khứ nếu học chăm chỉ hơn thì sẽ gì thi đỗ kỳ thi đó. Tức là chúng ta miêu tả diễn tả một cái sự việc tưởng tượng hoặc là cái sự việc nó không có thực ở trong quá khứ. Hay nói khác là sự việc này nó ngược lại với sự thật ở trong quá khứ. Some more example. Now I give you some more example for titrate diễn tả để diễn tả một sự việc tưởng tượng hoặc một sự việc không có thực trong quá khứ hay nói khác là một sự việc nó ngược lại với sự thật trong quá khứ. We have some more example. If Tom had been more careful, he wouldn't have fallen. Nếu mà Tom đã cẩn thận hơn thì anh ta đã không bị gì bị té ngã có nghĩa là trong thực tế nó ngược lại trong quá khứ nó ngược lại video này if you hadn't made those mistakes you would have passed the test nếu mà bạn không mắc những cái lỗi này những cái lỗi đó thì bạn có thể là vượt qua được cái kỳ thi if we had gone earlier We would have had the better weather. Nếu chúng ta đi sớm hơn, chúng ta đã gặp được thời tiết tốt hơn. Có nghĩa là điều này nó không xảy ra, trên thực tế đã đi trễ và thời gặp thời tiết xấu. Ước cái việc mà nó ngược lại với sự thật trong quá khứ. Như vậy, câu điều kiện loại 3 là diễn tả một sự việc tưởng tượng, một sự việc không có thực, hay một cái sự việc nó ngược lại với sự thật ở trong quá khứ. Now, I give you some more example for type 3. If you had the come on your bike, you would have been in time. Nếu bạn đi xe đạp ấy, thì bạn đã đến đúng giờ. My brother would have been promoted if he had the stayed in his job. Chúng ta có thể đảo lại mình để if từ trước sang phía sau đúng không? Giống như if 1, if 2. Nếu mà à, anh trai của tôi ấy, uh, sẽ được đã được thăng tiến rồi nếu như anh ta vẫn còn tiếp tục làm công việc của mình như vậy điều này đã không xảy ra và các bạn lưu ý uh, ở đây cô cũng có thể dùng would have been promoted tức là dùng để been 3D ở đây là bị động đúng không các bạn chúng ta có thể dùng cấu trúc bị động ở trong câu if luôn if you had lent him the money You would never have got it back. Nếu mà bạn cho anh ta mượn tiền, bạn sẽ không bao giờ lấy được lại đâu, lấy lại được đâu. Và chúng ta có thể chèn thêm từ never vào để nhấn mạnh. You should have brought a map if you hadn't known the way. Bạn nên mang theo bản đồ. Nếu bạn không biết đường, nếu đã không biết đường thì nên mang theo bản đồ, đó câu này mới là nói về một người nào đó bị lạc đường ấy, lạc đường rồi và bây giờ mình mới nói mình mình mới nói cái điều nó ngược lại với trong quá khứ, nếu mà đã không biết đường ấy và thì bạn nên mang theo bản đồ chứ, có nghĩa là người đó là lạc đường và đã quên mang bản đồ như vậy chúng ta thấy chúng ta có thể dùng sút đúng không ạ, thay dùng út chúng ta có thể dùng sút. if I had the written the address down, I could have saved myself a lot of trouble nếu mà tôi đã viết cái địa chỉ địa chỉ uh, rõ ràng ra thì tôi có thể đã uh, giúp cho mình uh, tránh xa được những cái rắc rối the plan might not have worked if we hadn't had the a piece of luck kế hoạch sẽ không hoạt động à, kế hoạch sẽ không thực hiện được nếu chúng ta không có một chút sự may mắn như vậy các bạn có thể dùng gì ạ à, dùng might dùng sút hay là dùng út trong cái vế hay là dùng út uh, đi với uh, bị động ở trong cái vế kết quả đúng không trong cái uh, main main clause trong mệnh đề chính if I could have won the you in time I would have done nếu tôi có thể uh, cảnh báo cho bạn đúng kịp lúc thì tôi đã làm rồi có nghĩa là chúng ta có thể dùng could đúng không? Could ở trong mình để ít đúng không ạ? Could help wonder, Ok How to write conditional sentence type 3. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho bạn cho các bạn cách viết câu điều kiện loại 3. Cách viết câu điều kiện loại 3 nó cũng có một số phần tương đồng với cách viết câu điều kiện loại 2. Now, how to write a conditional type Number 1, read the given sentence carefully. If the verbs are in past tenses, write a conditional type Trước hết các bạn phải đọc kỹ cái, cái câu gợi ý hoặc đọc nếu động từ trong câu gợi ý ở các thi quá khứ thì chúng ta xác định được là chúng ta sẽ viết câu điều kiện loại 3. If the clause of the given sentence is in positive, change it into negative and vice versa. Nếu động nếu mệnh đề trong uh, câu gợi ý ở thẻ khẳng định thì khi viết câu điều kiện chúng ta sẽ đổi sang thẻ phủ định. Và nếu À, mệnh đề nào đó trong cái câu gợi ý nó ở thể phủ định thì khi chúng ta viết câu điều kiện chúng ta sẽ đổi sang thể khẳng định. Choose a conditional clause to put after if. Chúng ta sẽ chọn điều kiện phù hợp mệnh đề, chọn khi khi mệnh Chúng ta sẽ chọn mệnh đề điều kiện phù hợp. Hoặc lấy mệnh đề sau because, hoặc lấy mệnh đề trước sau để đặt sau so if ở đây cô thiếu cái chữ mệnh đề ha cô thiếu chữ đề mệnh đề điều kiện phù hợp write a meaningful conditional type 3. và chúng ta sẽ viết câu điều kiện loại 3 có nghĩa nào look at the example we did not have a map that is why we got lost chúng ta lưu ý phần động từ ở đây động từ did have did not didn't have và got lost động từ ở quá khứ chúng ta xác định sẽ viết câu điều kiện loại 3. Và ta sẽ bỏ từ that is wife đi. Ờ, chúng ta sẽ chọn là mệnh đề này là mệnh đề điều kiện đặt vào sau if. Và phủ định sẽ thành khẳng định. If we had the had the a map. Phía sau sẽ là mệnh đề kết quả khẳng định thành phủ định. We wouldn't have got các bạn có thể chọn got hoặc là gotten. Anh Mỹ và anh Anh lost đều được hết. If we had the head of math, we wouldn't have got or we wouldn't have gotten lost. Mary missed the school bus, so she came to class later. Chúng ta thấy động từ quá khứ đơn. Chúng ta bỏ sâu. Ta sẽ lấy mệnh đề không có sâu để đưa vào mệnh đề if if mary hadn't missed the school bus phủ định à khẳng định đổi thành phủ định ở trên phủ định thành khẳng định thì dưỡng ta thấy là gì khẳng định thành phủ định she wouldn't have got to class late khẳng định thành phủ định if mary hadn't missed the school bus she wouldn't have got to class late Number three, the accident happened because the driver in front stopped so suddenly. Chúng ta lưu ý động từ ở quá khứ, ta sẽ viết đi ba ta sẽ gạch bỏ because và lấy mệnh đề sau từ because đưa vào if, khẳng định đổi sang phủ định. If the driver in front hadn't stopped, stopped so suddenly. Uh, the accident wouldn't have happened If the driver in front hadn't stopped so suddenly The accident wouldn't have happened now Again, we didn't not have a map That is why we got lost If we had had a map, we wouldn't have got lost Or we wouldn't have gotten lost Mary missed the school bus, so she came to class late. If Mary hadn't missed the school bus, she wouldn't have got to class late. The accidents happened because the driver in front stopped so suddenly. If the driver in front hadn't stopped so suddenly, the accidents wouldn't have wouldn't have happened. Nào chúng ta à, đổi từ câu if phủ định sang unless. Chúng ta cũng làm tương tự như đối với if 1 và if 2 đối với if 2, chúng ta sẽ bỏ if, bỏ not. Và đối với câu điều kiện loại 3 rất dễ, chúng ta chỉ việc bỏ if, bỏ not và chúng ta chép lại thôi. Unless Mary had the Mr. the school bus She wouldn't have got to class late. Chúng ta sẽ đổi cũng tương tự if 2 ta sẽ đổi về. à, if với điều kiện tức là cái mệnh đề điều kiện. Còn mệnh đề kết quả ta giữ nguyên. If you hadn't made those mistakes, you would have passed the test. If you had the made those mistakes, unless you had the made those mistakes, you would have passed the test. Again, Unless Mary had the Mr. the school burst, she wouldn't have got to class late. Unless you had the those the mistakes, you would have passed the test. Như vậy chúng ta chỉ việc thay đổi ở mệnh đề if, còn mệnh đề chính chúng ta giữ nguyên. Now revise the uh, structure of conditional sentence type 3. Các bạn uh, lưu ý lại phần cấu trúc ở phần cấu trúc chúng ta lưu ý mệnh đề ít ta sẽ ít subtract và pass perfect, chúng ta để thì quá khứ hoàn thành trong mệnh đề ít Hoặc ở à, phía sau chúng ta cũng có thể dùng cut. Could, could với quá khứ phân từ hả? hoặc là phân từ hoàn thành. Và bên này mệnh đề chính ta thay vì dùng út chúng ta có thể dùng could might phía sau là phân từ hoàn thành hoặc có thể dùng shoot thank you very much for your attention please like share and subscribe for next lesson goodbye